Xin chào tất cả mọi người. Thì trong ngày hôm qua thì Huy mới cho lên sóng cái clip bộ loa kéo phân khúc giá bình dân. Thì sau khi mà lên sóng thì được rất là nhiều khách hàng ủng hộ. Thì trong một ngày hôm nay là Huy đã chốt tới 7 bộ âm thanh, 7 cái bộ combo loa kéo lưu động rồi. Thì đây mọi người có thể thấy này, đây là những cái bộ loa kéo lưu động mà bên Huy đã lắp đặt sẵn để chuẩn bị cho sáng ngày mai sẽ đi bàn giao cho 7 anh khách hàng này. Đó, đây thì mọi người có thể thấy là đã lắp đặt hoàn toàn rồi ha mọi người. Thì đây thì sẽ có 5 bộ giống hoàn toàn nhau. Và đây thì sẽ có một bộ hơi khác một chút. Bộ này thì sử dụng vang số với mic One of Field với đẩy hai kênh AD 1066. Thì bộ này thì ngày mai thì bên Huy sẽ bàn giao cho anh khách hàng tại Bình Dương. Thì anh khách hàng này là muốn cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn, chính thế là anh đã lựa chọn cái dòng vang số của One of Field X10 Plus. Thì cái dòng vang số này thì hiện tại là bên Huy đang hết hàng, và đây là một trong những con vang cuối cùng rồi. Thì cái dòng vang này đang về thì khoảng tầm 10 ngày nữa thì sẽ là tiếp tục có mặt ở tại showroom Thanh Huy One of Field 340 Nguyễn Bích để phục vụ tất cả các tín đồ âm thanh và đam mê thương hiệu One of Field ha. Thì sẽ chẳng có gì để nói nếu như hôm nay chỉ lên clip review 7 bộ âm thanh này. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt hơn là hôm nay thì bên Huy nhận một đơn hàng của một anh khách hàng ở tại nước ngoài. Phải nói là bán những khách hàng trong nước đã rất là vui rồi, nhưng mà hôm nay nhận được thêm một đơn hàng của anh khách hàng tại nước ngoài thì còn vui hơn nữa. Thì cái đây cũng là một cái combo loa lưu động, nhưng mà bộ này thì có thiết kế khác biệt một chút nha mọi người, do là anh khách đặt riêng về cái chất lượng cũng như là cái hình thức. Đây mọi người có thể nhìn thấy này, thì đây là một cái combo âm thanh lưu động 3 bát. Thì combo này thì như thường thường mọi người thấy thì bên Huy làm màu đen đúng không ạ, thì bộ này thì anh khách đã thay đổi là qua cái họng loa màu vàng đồng như này, mình nhìn nó mới lạ hơn đúng không ạ. Và bộ này thì sử dụng là hai loa bát 40 và một loa sub 50 ở giữa. Và cái cấu hình loa bát loa chép này thì cũng đã đều thay đổi theo cái sở thích của anh khách, đã được thay đổi, có nghĩa là hình thức sẽ cơ bản như thế này, nhưng mà cái chất lượng của cụ loa bát này cũng như là cụ loa chép này đã được điều chỉnh ha mọi người. Đó, và đây là bộ thiết bị thì phun một dàn máy gồm 4 thiết bị đẩy 4 kênh AD 1080. Thì đây là một dòng đẩy 4 kênh có công suất lớn, chất lượng rất là hay. Con này thì có thể là đánh sub 50 luôn nè mọi người, có nghĩa là một kênh của nó có thể đánh được một chiếc sub 50 cùng 100 đó. Những anh em nào chúng ta xài một cặp sub đơn 50 cùng 100 này và một cặp phun đôi 40 thì mọi người có thể là sử dụng trên một con đẩy này luôn. Và bộ này sử dụng vang số chính hãng của One of Field 900 Plus. Thì đây cũng là một vòng vang số chính hãng của One of Field có cái chất lượng âm thanh rất là hay, micro 850 và quản lý nguồn điện One of Field 802. Đó, đây là hệ thống mặt trước ha mọi người. Thì mặt trước này thì nó được trang bị khóa này. Đó, thì về mọi người có thể khóa lại như thế này. Đó. Và phía sau, đây xin mời anh camera có thể là quay ra mặt sau. Thì mặt sau thì anh khách là đặt riêng, có nghĩa là nhờ bên Huy là làm thêm một cái miếng ván ở phía sau như thế này để nó có thể là nó che toàn bộ hệ thống dây rác cũng như là thiết bị máy ở bên trong. Mọi người có thể nhìn phía sau là hoàn toàn là kín hết luôn rồi. Ở bên đây thì hai cái hộc ha mọi người, hai hộc này cũng được ngăn ra rồi. Hai hộc này thì mình có thể là để thiết bị này, để dây rác này hoặc micro, những cái thiết bị gì mà mình muốn để vô đâu. Thì sau khi mà lắp cái tủ xong, lắp cái nắp này xong thì bên Huy sẽ cho sẵn hai đường dây ra. Đây là một đường dây tín hiệu 3.5 để mọi người có thể là kết nối điện thoại này, iPad này, laptop hoặc là từ TV xuống. Và đây là đường dây nguồn tổng ha mọi người. Thì cái bộ này thì nó đã được trang bị cái Bluetooth sẵn ở trong con vang rồi. Chính vì thế chúng ta không cần phải sử dụng Bluetooth rời ở bên ngoài nữa. Anh em nào chúng ta muốn kết nối Bluetooth qua điện thoại thì mọi người có thể nó bắt trực tiếp vô vang số luôn. Và những anh em nào chúng ta để cố định muốn kết nối từ iPad, điện thoại hoặc là TV qua thì mọi người có thể là kết nối bằng dây ha. Thì toàn bộ cấu hình này thì bên Huy đã setup hết luôn. Toàn bộ đã hoàn chỉnh rồi. Thì sáng ngày mai Huy sẽ đóng hàng bộ này và chuyển ra tới cả Cát Lái để là gửi theo container qua bên Úc. Anh khách nào ở bên Úc mọi người, gửi qua bên Úc luôn cho anh khách. Và bây giờ thì cũng như thường lệ, trước khi mà những cái sản phẩm mà đi xa mà gửi đi cho khách ấy, thì bên Huy sẽ lên cấu hình này, test và cân đo rất là kỹ để đảm bảo là cái sản phẩm khi mà anh khách hàng nhận thì sẽ có cái chất lượng tốt nhất. Bây giờ mọi người cùng xem Huy test cái chất lượng của combo âm thanh loa kéo lưu động này nha. Mọi người thấy hay thì nhớ cho Huy xin một like video này. Những anh em nào mà chưa nhấn subscribe thì nhớ nhấn subscribe, đăng ký kênh YouTube để cập nhật những cái sản phẩm mới của bên Huy nha. Và nhân tiện đây thì Huy cũng gửi
một cái thông báo tới cho mọi người là từ trước đến nay thì mọi người biết rồi, Thanh Huy là chỉ có một địa chỉ đúng không ạ? Nhưng mà từ năm 2021 thì Thanh Huy đã chính thức tách ra thành hai đơn vị khác nhau cùng mang tên Thanh Huy và cùng nằm trên đường Lũy Văn Bích. Thì Huy là Thanh Huy Wonderfield tại địa chỉ số 340 đường Lũy Văn Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì những anh em nào mà chúng ta muốn mua những cái dòng sản phẩm chính hãng của Wonderfield cũng như là AD thì mọi người có thể là ghé lại địa chỉ số 340 gặp Huy để có thể là chúng ta trải nghiệm thực tế nha. Thì đây là hai cái dòng sản phẩm rất là cao cấp mà bên Huy đang phân phối. Và bây giờ thì Huy sẽ test cho mọi người nghe cái chất lượng âm thanh này và sẽ hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip gần nhất. Thì dự kiến sắp tới thì Huy sẽ có rất là nhiều clip rất là hot, những cái sản phẩm mới sẽ trình làng và gửi tới cho mọi người. Bây giờ xin mời mọi người cùng đón xem nha. Đừng buồn